liệu rằng sẽ có lệnh giới nghiêm hạn chế đi ra ngoài đường được áp dụng cho toàn bộ nước Đức hay không. Các bạn đợi tí nhé. Kết quả là sẽ không có lệnh giới nghiêm hạn chế người dân ra ngoài đường được áp dụng cho toàn nước Đức, thay vào đó là lệnh cấm tiếp xúc. Lệnh này gồm 9 quy định đã được thống nhất bởi thủ tướng và thủ hiến các bang. Những quy định đó bao gồm: thứ nhất, cấm tụ tập nhiều hơn 2 người ngoại trừ các thành viên sống cùng căn hộ; thứ hai, tiếp xúc với những người khác nên được giữ ở mức tối thiểu; thứ ba, đảm bảo khoảng cách tối thiểu nơi công cộng 1,5 m; thứ tư, đóng cửa tất cả quán ăn, ngoại lệ các dịch vụ giao và lấy đồ ăn để ăn tại nhà; thứ năm, tất cả các dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc cơ thể như cắt tóc, làm nail đều phải đóng cửa, các dịch vụ chăm sóc y tế vẫn được đảm bảo; thứ sáu, cảnh sát và Ordnungsamt sẽ kiểm tra và phạt khi phát hiện vi phạm; thứ bảy, nhân viên và khách ghé thăm phải tuân thủ quy tắc vệ sinh trong công ty; thứ tám, được phép ra ngoài đi làm, giúp đỡ người khác hay một mình tập thể thao ngoài trời, những cuộc gặp gỡ quan trọng vì lý do công việc; thứ chín, những quy định trên được áp dụng cho 2 tuần tới. Mong là sau những quy định này thì số lượng người nhiễm corona không tăng nhanh như trong tuần vừa rồi. Thêm một tin buồn nữa là Thủ tướng Đức Angela Merkel đang phải cách ly. Lý do là bác sĩ của bà đã dương tính với virus corona. Đây là một tin rất là buồn. Tại vì những người lãnh đạo ấy, mình nghĩ là không nên bị dính. Nhưng mà mong là bà không bị dương tính với con virus corona. Những thông tin trên thì mình đã lấy nguồn từ những tờ báo chính thống của Đức, nên là mình sẽ để link ở phía dưới. Mình nghĩ là hôm nay chỉ có thời sự thôi, tại vì hôm nay mình cũng đợi thông tin từ chiều đến tối ấy. Xong rồi mình còn phải edit nữa nên là hết sứ ngày. Nên là mai mình sẽ cố làm gì đó hay hay. Cập nhật tình hình cuối ngày nào. Bây giờ là 20:34 ngày 22/3/2020 và con số là 24.806. Mình thấy tăng vẫn nhanh. Mỗi ngày trung bình phải 2.500, thì 4 ngày là 10.000 rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. A peace.